Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin con số và sự kiện kinh tế của Ban Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam. Các bộ ngành địa phương cần tập trung cao độ để đạt mục tiêu hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội trong năm nay. Các tổ chức quốc tế dự báo lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2024. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 bàn chuyện đánh thuế người giàu Tại nghị quyết số 01 ngày 5 tháng 1 vừa qua, Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ ngành, đôn đốc các địa phương tập trung thực hiện mục tiêu hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2024. Để đạt được mục tiêu này, cần có cơ chế, giải pháp cụ thể để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án. Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần tiếp tục xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý và lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân đủ điều kiện được vay nguồn vốn của gói 120.000 tỷ đồng để công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với ngân hàng nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét hạ mức lãi suất cho vay nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn. Quy đất dành nhỏ nhỏ ở xã hội trước đây chúng ta quy định nó cũng hơi cứng nhắc thì lần này chúng ta mở hơn có thể quỹ đất là ở trong các cái hai phần trăm đất ở trong cái dự án nhà thương mại ngoài ra thì các cái dự án độc lập bên ngoài nữa và giờ và ủy ban nhân dân các tỉnh có quyền chủ động làm sao cái kiên cơ sở là các nhu cầu của tỉnh mình có bao nhiêu có nhu cầu bao nhiêu thì quỹ đất dành nó phải phù hợp vậy vấn đề thứ hai là ưu đãi cái này rất quan trọng để về khuyến khích được các cái nhà đầu tư các cái nhà phát triển như đầu tư nhà ở xã hội là người ta tham gia thì lần này chúng ta làm các ưu đãi nó rõ hơn và tôi cho rằng là nó sẽ được có những cái khuyến khích cho các nhà đầu tư hơn ví dụ như là vấn đề được bố trí được dành quỹ đất để phát triển nhà ở thương mại trong các cái dự án nếu mà đủ diện tích đất dành những nhà ở xã hội ví dụ như vậy hay là giá bán chúng ta cũng sẽ có những quy định là tính đúng tính đủ thời điểm xác định giá bán rồi đối tượng chúng ta đối tượng mở chúng ta mở rộng rồi điều kiện để được để được mua nhà ở xã hội chúng ta cũng đơn giản đi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20 tháng 2 vừa qua, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt hơn 4,29 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng 38,6% so với cùng kỳ 2023. Cụ thể, có 405 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tăng 56% so với cùng kỳ năm trước, với tổng vốn đăng ký đạt gần 3,6 tỷ đô la Mỹ. Xét về lĩnh vực đầu tư thì các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 trong tổng số 24 ngành kinh tế quốc dân trong 2 tháng đầu năm. Trong đó thì ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 2,54 tỷ đô la Mỹ, tức là chiếm hơn 59% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 16,8%. Sau một năm chứng lại do những ảnh hưởng từ những bất ổn của tình hình thế giới thì triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm nay được các tổ chức quốc tế dự báo khá lạc quan, tăng trưởng GDP sẽ phục hồi mạnh mẽ từ mức 5,5 cho đến 6,5%. Để có thể đạt được mức tăng trưởng dự báo này thì các tổ chức quốc tế khuyến nghị Việt Nam cần chú trọng vào một số giải pháp, trong đó, sự phục hồi bền vững của lĩnh vực sản xuất vẫn là động lực chính thúc đẩy kinh tế của Việt Nam. Theo Ngân hàng Thế giới, chính sách tài khóa là yếu tố quan trọng nhất giúp hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế cho đến thời điểm hiện tại. Việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cũng là động lực để thúc đẩy tăng trưởng trong năm nay. Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, thì xuất khẩu gạo nửa đầu tháng 2 đạt 150.944 tấn, trị giá hơn 104 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ 2023, thì lượng gạo xuất khẩu đã tăng hơn 83.000 tấn. Mức giá xuất khẩu gạo bình quân hơn 703 đô la Mỹ một tấn, tức là tăng hơn 33% so với cùng kỳ 2023. Trước đó vào năm 2023 thì xuất khẩu gạo cũng thu về những con số khá là ấn tượng với 8,1 triệu tấn, trị giá gần 5 tỷ đô la Mỹ, lần lượt tăng hơn 14% và hơn 35% so với năm trước. Từ ngày 1 tháng 3 Trần giá vé máy bay nội địa sẽ chính thức được điều chỉnh tăng và dao động từ 50 cho đến 250.000 đồng mỗi vé một chiều so với quy định cũ, phụ thuộc vào độ dài của từng đường bay. Điều này sẽ tác động ít nhiều đến ngành du lịch và du lịch Việt Nam sẽ phải tính toán thật kỹ có những chiến lược bài bản để các chính sách kích cầu du lịch của năm 2024 thực sự có hiệu quả. Năm nay thì ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá và hướng tới phục hồi hoàn toàn hoạt động như năm 2019. Mục tiêu đặt ra là quyết tâm phấn đấu đón 17 cho đến khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa với tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840.000 tỷ đồng. Một số thông tin kinh tế quốc tế đáng chú ý, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là G20 trong tuần này đã thảo luận về việc đánh thuế toàn cầu với những người giàu nhất. Brazil tham vọng đạt được thỏa thuận toàn cầu đầu tiên về đánh thuế giới siêu giàu nhằm giảm những bất bình đẳng toàn cầu. Báo cáo công bố mới đây của Oxfam cho thấy đối với mỗi đô la doanh thu thuế được tạo ra từ các nước G20, chưa đến 8 xu là đến từ thuế tài sản trong khi 32 xu tức là gấp 4 lần là từ thuế hàng hóa và dịch vụ, đồng nghĩa hất gánh nặng thuế gia tăng đối với các gia đình có thu nhập thấp. Oxfam cũng ước tính mức thuế tài sản hàng năm lên tới 5% đối với những tỷ phú sẽ mang lại gần 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Số tiền này đủ để chấm dứt nạn đói trên toàn thế giới và giúp cho các nước thu nhập thấp cũng như thu nhập trung bình thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa thế giới trở lại đúng hướng để đạt được những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Theo dữ liệu của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD thì giá bất động sản trên toàn cầu có dấu hiệu phục hồi. Điều này khiến cho các nhà kinh tế dự báo đợt suy giảm bất động sản sâu nhất trong một thập kỷ đã qua đỉnh. Tại 37 quốc gia thành viên OECD, giá nhà chỉ tăng 0,6% theo quý vào cuối năm 2022, tỷ lệ danh nghĩa thấp nhất kể từ năm 2012. Tuy nhiên, tình trạng này đã giảm bớt hoặc là thậm chí đảo ngược ở nhiều nền kinh tế do kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm chi phí vay trong năm nay. Khảo sát của tổ chức từ thiện Food Foundation cho thấy khoảng 8 triệu người lớn và 3 triệu trẻ em Anh đã rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực trong tháng đầu năm. Theo khảo sát, thì 15% hộ gia đình của Anh bao gồm khoảng 8 triệu người lớn và 8 triệu trẻ em đã rơi vào cảnh mất an ninh lương thực trong tháng 1 giá lương thực tăng cao đang gây ảnh hưởng lớn đến các hộ gia đình có thu nhập thấp. Các chuyên gia cảnh báo đây là tình trạng khẩn cấp về y tế và có thể làm gia tăng những trường hợp suy dinh dưỡng, còi xương. Khoảng 60% số hộ gia đình không được đảm bảo an ninh lương thực cho biết họ mua ít hoa quả hơn. 44% hộ gia đình đã mua ít rau củ hơn vì khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin con số và sự kiện kinh tế tuần này. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.